có không nhiều không quá thì mà giai đoạn khó khăn nhất là quá rồi nhá. Thế hiện tại là có tiền rồi, cái có tiền từ đoán được rồi. Và từ buổi chiều nay thầy cô sẽ con đồng với nè, con sẽ đưa cho bạn ăn một bữa rồi giáo với cô đồng được. Còn từ nay thứ sáu là ngày là ba con vào đâu, tại đó bạn đánh với không, nó ăn với nhau đúng nhá. Và thứ nữa này là tiền tiêm thôi, tiền tiêm thôi. Vì ăn vì con người thì con không tạm nữa, thấy chưa? Vì con nhiều ngày này mình nghỉ biệt tắm một tiền hết, cho bạn ăn tiền tiêm, ăn tiền. Và chia sẻ với nhau ăn, thế là con kể là ba con hôm bạn đi với ngoài quán, ngoài quán á, về đến đến trường trường ăn nó mà đâu mình cũng tôn trọng, mình quý trọng họ, mình cũng cảm ơn họ, thấy chưa? Bây giờ là một số bạn thì chia theo phòng mình đứng lên, còn một số bạn ở lại đấy chỉ là lấy cơm trong mình mới ăn, nhé. Đó lên lấy thô về đến lên lấy chỉ bọt đến mù. Bọt cơm rồi, cho hắn có chỉ bọt. Không có cỏ nữa. Không có cỏ thì bò riêng kìa. Có. Hồi bây giờ làm mỗi ra mà ra ăn được cơm biết à? Đấy là rượt nó chảy ra nghe chứ. Anh thấy mấy đứa có tô hủ vang, cứ múc tô cơm, mình bỏ mấy tử. Mùi là mùi tiểu nữa lắm. Không phải là, chứ mà để lấy cơm, lấy thêm phén đó. Thôi ăn cả thì chúng tôi có ăn cơm sao không được. Đang ăn cùng bố luôn luôn. Cả xong bố và nó. Ui, bỏ hai phong. Lấy mình chia nhau. Bỏ đấy, lấy mà ăn đi. Được. Đây là chị bỏ đây mua chia hai không chia. Bỏ đây đi bỏ. Này, đồ ăn dưới cả em để tối ăn nha. Nếu ăn hết rồi tôi ấy. Tôi làm đúng nó mỡ. Mỡ cho ra mỡ.
Các bạn các gói mình các bạn rồi rồi các bạn hôm nay ăn nguyên rồi rồi đúng các bạn để cái phong không còn vẫn còn theo các bạn chia đấy này nhiều các bạn bưng lên đấy bưng lên bưng lên thôi rồi tối rồi đi rồi 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 bưng lên bưng lên cho anh hiện đem lên trên để chia bớt chắc quá rồi quá này quá thôi để bắn quá để bắn để con để nó ra để đi đó giờ xe bán cho chứ 2-3 phong rồi về đóng cửa lại ăn chắc không bỏ cái gì đấy nữa bỏ cái gì đấy luôn đây thơm ngon bồ dưa cầm lưng đi tôi con lấy kính à con kính nữa con cắn được hai quả băng rồi.